Vị Thị Như Quỳnh ngay ở tình huống đầu tiên chạm bóng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị thì cô gái người Nghệ An đã ghi điểm. Bunlet, vận động viên đang thi đấu ở vị trí truyền hai cho Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Cú đập bóng mạnh ở vị trí số 2 vừa rồi của Như Quỳnh đã giúp cho chúng ta san bằng tỷ số 1 đều. Và họ cũng đã thành công với chiến thuật này. Thanh Thúy tấn công hàng sau. Đối phương phòng ngự rất hay. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho SportsCenter One. Như Quỳnh ghi điểm. Chúng ta cần nhiều hơn những tình huống dứt điểm như vừa rồi, giống như của Vi Thị Như Quỳnh. Quyết đoán và đầy uy lực. Những tình huống giúp cho các đồng đội lên tinh thần rất nhiều. Pha bỏ nhỏ của Như Quỳnh. Vị Thị Như Quỳnh, bóng chạm tay chắn và nảy đi rất xa. Một vận động viên chủ công có khả năng đập bóng mạnh như Như Quỳnh sẽ tạo nên những sự khác biệt khi hàng chắn của Thái Lan đang hoạt động tốt. Vừa rồi thì chúng ta có thể thấy trên khán các cô gái Việt Nam. Như Quỳnh bỏ nhỏ rất hay. Pha xử lý tinh tế của Vi Thị Như Quỳnh. Như Quỳnh, điểm cho Việt Nam. Hai đội đang giành nhau từng điểm một. 22-18 và chúng ta đang duy trì được cách biệt 4 điểm với đối thủ. Đối thủ có chiều cao chỉ 1m73 thôi. Nhưng tấn công rất hiệu quả. Đó là pha ghi điểm của Vi Thị Như Quỳnh. Chúng ta cũng không hề kém cạnh so với đối thủ. Chơi ăn miếng trả miếng. Và bây giờ Khánh đang cứu bóng thành công. Thanh Thúy. Và tấn công của Wipawi. Đây sẽ là cơ hội dành cho các cô gái áo vàng. Như Quỳnh, Như Quỳnh đập bóng rất mạnh từ sau vạch 3m. Bóng chạm một cầu thủ áo đỏ nhưng mất bóng rồi. 13 đều. Bóng chạm tay của Sasipa Pron và đi lên khán đài. Và xử lý hai chuyền của Lâm Oanh. Cơ hội tấn công ra cho chúng ta. Như Quỳnh. Như Quỳnh đập bóng rất mạnh. Dù có chạm vào vị trí phòng ngự nào bên phía thắng. Nusara. Như Quỳnh. Như Quỳnh đánh bóng chính xác ở biên 4. Tỷ số được san bằng 16 đều. Cầu phát bóng của Lâm Oanh. Cái tình huống phát bóng bay rất khó chịu của truyền hai bên phía SportsCenter One. Khánh đang phòng thủ tốt. Lại là Như Quỳnh. Như Quỳnh ghi thêm một điểm nữa để nâng tỷ số lên 17-16 cho các cô gái Việt Nam. Như Quỳnh đã trở lại bên phần sân của SportsCenter One. Đây là Như Quỳnh, điểm dành cho Việt Nam và chúng ta giành thắng lợi trong set đấu thứ tư để đưa trận chung kết kịch tính và hấp dẫn này vào set 5 quyết định. Như Quỳnh đánh bóng tốt giúp cho Việt Nam san bằng tỷ số 1 đều. Đấu trong set đấu thứ 5. Như Quỳnh, điểm dành cho SportsCenter One. Lúc này thì đội bóng nào phát bóng, đội bóng đó sẽ mất điểm. Phòng thủ thành công. Tiếp tục tấn công ở vị trí số 4. Pha xử lý hai chuyền hơi vội vàng của Lâm Oanh. Nhưng chúng ta vẫn phòng ngự tốt. Như Quỳnh đánh bóng chạm tay chắn và bóng đi ra ngoài. 9-7 dành cho các cô gái Việt Nam.
chắn thành công mũi công Cụ Thái xong, và chúng ta đã tạo ra cách biệt 3 điểm ở thời điểm này. 17 dành cho đội tuyển Việt Nam. Thái Lan cũng đã gửi đi những đội tuyển quốc gia dưới màu áo các câu lạc bộ. Và tới năm 2009, Như Quỳnh, bóng lại chạm tay chắn của các cô gái áo đỏ rồi. 11-8 dành cho đội tuyển Việt Nam.